một nhân vật từng được trung tâm giảm béo công nghệ cao ở Mary Care Clinic thuê làm diễn viên giảm béo là Ender, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chị hiện là nhân viên của một công ty ở quận Gò Vấp. Trong clip, Ender được lấy tên giả là chị Ý. Ngoài đời, chị béo, bụng chảy xệ, thời điểm ghi hình chị không đạt tiêu chí đưa ra vì chưa mập, nhưng đổi lại chị đọc thoại tốt nên được trung tâm chọn. Tương tự như ông Ca, các bối cảnh quay của chị N đều phô ra dòng bụng ngoại cỡ và những mái móc gắn lên người chỉ là đạo cụ, hoàn toàn không hoạt động. Là tức là cái máy là coi đặt cho nó có. Nó đặt cho có rồi, bác sĩ giám bộ đứng bấm lên không có bỏ máy. Nó làm cho mình bự hơn. Ừ. Nó đã thọng ra cho mình. Dạ. Đây là sau khi đều đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nó bóp cũng kỹ thuật chứ hả? Thì hàng này nó chuyên nghiệp hà, hàng Mary Care này lớn mà. Nhưng mà nó có dặn mình phải bóp bụng gì thêm không? Hay là? Dạ không, em chỉ đứng bình thường, em hỏi bình thường thôi. À. Chỉ là không có đụng tay chân rồi, không có gọi là có diễn cảm thì cũng không có vơ tới phần bụng nhiều đấy, cho nó dễ em hấp. Với tình hình trước và sau quá trình điều trị như trong clip mà ở Mary Care Clinic đăng, người xem thực sự rất bất ngờ. Ai cũng hỏi em chưa, nó hỏi nhiều lắm luôn á. Đến có những đứa bạn hồi cấp 1, cấp 2 lâu lắm rồi nó nói chị nó cũng vô nó hỏi. À. Mary Care nó cũng mới gọi mời em lại. Ồ vậy hả? Mời em quay lại để sau 6 tháng. Mấy thường 6 tháng. Dạ. Ừ. Bữa xong bên đó cũng mới gọi em mà tại vì bên đó thì ra là quay nó cũng hơi cực. Mấy tiếng? Đợt của em quay mấy tiếng? Đợt đó em quay từ 8 giờ sáng em quay tới 8 giờ tối. Ừ. Mà nó trả cáp cũng hấp nữa nên thành ra là bên đó trả chị được nhiều. 1 triệu. Một nhân vật trong clip khác là anh C. Theo điều tra, anh này chính là diễn viên xuất hiện trong clip giảm béo đăng trên Facebook của trường thẩm mỹ Korea ở phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip đăng tải, anh C được đổi tên thành Minh Tuấn. Trung tâm gã giá quay cận 6 tiếng đồng hồ, giá 1.200.000 đồng. Nó kêu diễn thì phải làm cái nét đó. À, dạ. Tức là phải dạ lúc mới đầu, lúc là em mập vậy, nó kêu là lúc mà đi coi là thì không, bạn nó ghi là đi coi hang sẽ là cảm giác nặng nề mệt. À. Làm thế là quay đó xong hồi là phút anh thấy là xong một liệu trình rồi đó, phút anh khỏe bạn đi xuống đó, thoải mái đó. À. Anh biết đứng yên là làm sao? Em nghĩ là đứng yên là để biết là đứng yên hoặc là nó tay để đừng che bụng, để nó về nó chỉnh sửa nó bóp cái bụng, không để tay bụng, không để tay nó che bụng, để bên hông nào để thấy bụng để thể là dễ chỉnh sửa nó bóp được, không mở công tắc lên để cho mấy cái nút này nó lên đèn, nhưng mà nó không chạy thôi, nó vẫn mở công tắc lên cho có đèn thôi. Để tìm hiểu thêm về những clip giảm béo siêu tốc và công nghệ giảm béo, phóng viên có mặt tại viện thẩm mỹ Korea. Sau khi trải qua hàng loạt các bước đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, chỉ số mỡ, trước đó được nghe tư vấn, nhân viên giới thiệu công nghệ giảm béo Banset. Chừng của mình nó sẽ là 2 tháng, tuy nhiên không phải đến 2 tháng mà anh mới thấy được cái kết quả ha. Nó sẽ giảm từ từ tại vì mình thải theo con đường bài tiết mà. Đó thì nó sẽ giảm từ từ cho mình. Cứ 7 ngày, 10 ngày mình thấy được cái sự thay đổi. Rồi mình làm máy thì anh phải qua bên liên tục khoảng tầm là 7 ngày một lần và có thời gian là 5 ngày một lần. Ở cả hai trung tâm, ở Mary Care và Korea, nhân viên đều khẳng định những diễn viên trong clip là khách qua điều trị tại trung tâm. Sau khi tư vấn, các nhân viên đều hối thúc khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng giảm béo vì chỉ khuyến mại một ngày duy nhất. Tại viện thẩm mỹ Korea, nhân viên còn giới thiệu 2 loại máy điều trị chuyên sâu và cơ bản với chi phí lần lượt là 3.800.000 đồng một lần và 1.800.000 đồng một lần. Với liệu trình 12 buổi, chi phí lên đến 45 triệu đồng và được nhận ưu đãi. Với liệu trình này, khách phải đóng trước phần nửa số tiền. Còn tại America Clinic thì chi phí là 1.900.000 đồng một đai gắn lên bụng đánh mỡ. Nhân viên đề xuất sử dụng 3 đai giá khoảng 5.700.000 đồng cho một buổi. Với mức phí mà nhân viên tư vấn đưa ra là không hề thấp. Nhưng bỏ ra mấy triệu đồng cho một liệu trình điều trị, khách hàng sẽ nhận được kết quả ra sao? Và công nghệ mà các trung tâm đang sử dụng liệu có đảm bảo an toàn cho sức khỏe của khách hàng? Thực tế, những người mà trung tâm khẳng định giảm béo vẫn còn béo.